Xin chào quý khán giả đang đến với kênh của Niềm Tin và Sức Khỏe. Quý vị ơi, hoa ôi đẹp quá quý vị. Hoa rất là đẹp. Quý vị thấy chưa? Hoa ban đêm rất là đẹp quý vị. Hoa này là mình có thể cho là vào hoa đẹp nhất thế giới không quý vị? Tại vì nó rất là đẹp. Rất là sống động quý vị ạ. Tối nay mà ngắm hoa thì rất là thú vị. Nó sặc sỡ lắm quý vị ơi. Phần rất là đẹp, tuyệt 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 vời vời vời. Niềm tin và sức khỏe nói tới cái vụ đẹp mà nói tới cả lâm quý vị. Quá tuyệt vời, hoa ơi là hoa. Quý vị thấy chưa? Màu rất là đẹp.